Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt ở tại cửa hàng xe máy Đức Linh Tài Ngọc nè các bạn. Địa chỉ cửa hàng là ở số 680 Võ Văn Kiệt, khóm 7, phường 2, thành phố Sóc Trăng nha. Đây chính là tuyến đường Võ Văn Kiệt các bạn. Từ ở đây là trung tâm thành phố Sóc Trăng luôn á. Hang ngã ba Trà Men. Các bạn xuống đây khoảng chừng 1-2 cây số. Còn nếu mà từ Bạc Liêu ngược trở lên á thì khoảng chừng 2-3 cây số thôi. Ngay trung tâm thành phố Sóc Trăng luôn. Hôm nay thì cửa hàng mới về một chiếc Yamaha Exciter 155 ha. Đây là phiên bản giới hạn đó các bạn, 6 bánh xanh. Hiện tại thì cái bản này cũng đã bỏ mẫu rồi. Đặc biệt là xe ô tô mới có mấy trăm cây số thôi các bạn. Còn rất là ken luôn ha. Các bạn xem nè, ken xà beng luôn á. Và nó đang nổ máy luôn đó các bạn. Đây. Và giá, tất nhiên rồi, giá của nó là 40.500.000. Cửa hàng bao rút bộ cho các bạn ha. Bao rút hồ sơ nha, toàn quốc. Ô đô là 920 cây số thôi các bạn. Đó. Biển số luôn nè. Cửa hàng sẽ có hỗ trợ bán trả góp và ship xe toàn quốc nha các bạn. Các bạn nhìn vỏ này ha. Phuộc nè. Đời 2021. Chưa có dấu tăng sơn nha. Vành nè các bạn. Đẹp cực kỳ luôn. Bên ngoài thì nó vàng chanh nha. Trong màn hình thì nó hơi vàng. Bên ngoài nó xanh xanh xíu. Đĩa sau nè các bạn. Đẹp không? Còn rất là đẹp luôn phải không? Nè, lò xo nè. Vàng luôn. Xe này thì chắc có lẽ đăng ký gần đây thôi ha. Đời 21 nhưng mà đăng ký gần đây thôi. Cứ để cho nó nổ máy một hồi nữa các bạn. Đó, ốc nè. Các bạn thích thì mình cứ alo cho cửa hàng nha. 0919735735. Số là cái Zalo đó các bạn. Nói chung là mọi thứ trên xe còn rất là đẹp ha. Còn rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn nè. Nó như xe mới luôn rồi. Mình nghe tiếng máy nha. Tiếng máy là ok nha các bạn. Cái này sơn bạc ha, cũng có vài vết chày. Thay vì mua xe mới, mình có thể là hướng đến chiếc xe này. Nó sẽ tiết kiệm cho mình cũng vài triệu đó các bạn. Giá chỉ có 40.500.000 thôi. Các bạn nhìn nè. Như xe mới nha, có thể gọi là cọp đó các bạn. Nè. Ha, cắt nước nè. Tiếng máy phía bên này nha các bạn. Ok chưa? Tắt động cơ ha. Rồi. Tắt máy đi các bạn. À, tại vì cái chìa khóa nó nằm ở đây. Ha. Đây, chìa khóa đó các bạn. Xe là phụ kiện đầy đủ nha các bạn ha. Cửa hàng sẽ có rút hồ sơ cho mình.
bao rút nha, bao rút toàn quốc. Mình chỉ việc về làm biển số tỉnh nhà mình thôi. Ví dụ như một bạn ở tỉnh xa muốn mua ha, kẹp phanh nè các bạn, đen thùi ha. Xe còn rất là mới. Đĩa nè. Các bạn xem đĩa nè ha. Rồi gai gõ chỗ trước nè. Đó, chỗ trước đó các bạn, còn gai gió nè. Khi mua thì mình cứ test xe, chạy thử các kiểu. Thoải mái các bạn. Cứ thoải mái. Và cửa hàng bảo hành động cơ cho mình 6 tháng, hỗ trợ bán trả góp. Đó, bao rút bộ rồi, bao rút hồ sơ nha. Ngoài ra thì cửa hàng còn kinh doanh những dòng xe mới nữa các bạn. Có xe mới luôn nha, ví dụ như là Sonic nè, Raider, Sachia, thậm chí là xe số phổ thông như là Sirius, Alpha ha. Những dòng xe cũ thì mình thường xuyên cập nhật liên tục cho mình rồi, từ tay ga, côn tay, xe số phổ thông. Còn những dòng xe mới này thì các bạn đây nè, các bạn muốn biết giá cả thì cứ alo cho cửa hàng 0919 735 735 đó các bạn, để có giá tốt nhất cho mình. Vario, đây là thế hệ mới nhất 2023 ha, cũng có luôn 160, 125 cũng có luôn rồi các bạn. Còn đây là Yamaha MS King, cửa hàng cũng mới nhập về để phục vụ cho mình ha. Còn phía trước này những dòng xe như là Fusion, VRX, Future cũng có luôn. Đây là xe full mới nha các bạn. Ở bên này là xe đã qua sử dụng nè. Mình thường xuyên có video ở đây rồi ha. Quay trở lại với cái xe này, giá của nó là 40 triệu 500 ngàn thì các bạn cứ alo cho cửa hàng để mình thương lượng giá rồi đến đây. Nếu các bạn muốn mua trả góp á, mình cứ chạy thẳng đến đây các bạn, hoặc là lên hồ sơ online có thể vậy. Cửa hàng ship xe toàn quốc, bảo hành động cơ 6 tháng. Các bạn thấy là không có bao nhiêu cửa hàng dám bảo hành động cơ cho mình 6 tháng đâu các bạn ha. Xe như mới. Rồi, có lẽ là mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Bạn nào quan tâm yêu mến dòng xe này thì cứ alo cho cửa hàng để tư vấn. Xin chào các bạn.